hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác đến với kênh Nguyễn Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Pháp, model Chopic Maris. Thì trước đây đã có về một vài chiếc dòng Chopic Maris với cái tông màu đen vàng hoặc đen đỏ. Thì nay em về một chiếc màu đen xanh, đen sần, màu đen nhám, rất là khỏe xe. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu xe mà đến từ thương hiệu Pháp mà rất nhiều bác ưa thích. Làm từ bộ khung nhôm siêu nhẹ, alloy 6061, không mối hàn, cao cấp. Và sử dụng với càng trước là càng carbon full group chính hãng của Shimano Sora. Bây giờ xin mời nhà sản xuất cái chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là dòng Chopic Maris đến từ thương hiệu Pháp với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen. Model Chopic Maris được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái thương hiệu Chopic này. Làm từ bầu hộ hợp kim nhôm, khung nhôm không mối hàn, rất là cao cấp, đời mới của alloy 6061. Thì như các bác biết thì những dòng xe thể thao làm từ hợp kim nhôm thông thường và nhôm 6061 và kim nhôm siêu nhẹ được chạy với bộ rơm sườn cao cấp đi trong khung xe, tông màu đen, những đường chỉ xanh chạy trên khung xe rất là nổi bật. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85-90% xe. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe vì trong quá trình sử dụng nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Tổng thể rất là đẹp. Như em đã nói những video trước đây thì thương hiệu Pháp như dòng Chopic thì là một trong những thương hiệu lớn của dòng xe đạp thể thao. Cổ phốt và ghi đông làm từ hợp kim nhôm ULO, cũng làm từ hợp kim nhôm 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng xe đạp thể thao. Càng carbon, những đường vân 3D nổi bật trên càng các bác nhìn, có nhìn rõ những chấm bi nhỏ, thiết kế theo cái độ vát của xe rất là cho xe rất là khỏe xe. Vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản theo xe. Căm dẹp hay được gọi là căm lá hẹ. Lốp CST. Kích thước lốp là 700 x 23 cm, cũng là kích thước lốp cơ bản thông thường của những dòng xe đạp đua. Càng carbon, khung nhôm không mối hàn, khung nhôm không mối hàn nó rất là cao cấp, cũng làm được hợp kim nhôm 6061. Cọc yên nhôm, yên còn rất là mới. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của tầng lip và Shimano Sora. Bên đây phải em cũng được sử dụng với bên tầng đĩa cũng là của Shimano Sora. Phù hợp thích các bác thích những dòng xe tông màu tối mà nhỏ gọn nhẹ thì đây là một trong những mẫu xe lý tưởng dành cho các bác. Ngạt đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa cũng của Shimano Sora, dùng cái bộ phanh ba mảnh trước và sau cũng là của Sora. Củ đề sau là củ đề chính hãng của Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Chopic. Vành trước và sau đều là của hãng Chopic đúng không? Vành nhôm hai lớp. Lốp sau lốp trước cũng của lốp của CST. Và căm lá hẹ, căm dẹp.
giúp cho lực chém gió của xe rất là tốt hơn trên các đoạn đường cung đường đua. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe em đo là size 53. Tức là các bác cao từ 1m65 đến trên 1m75. Dành cho những bác cao. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp. Vâng, sửa rất là mượt mà, xuyên thu nhé, xuống líp. Bên phải em hai tầng đĩa, đùi đĩa và gạt đĩa chính hãng của Shimano Sora. Xuống đĩa, lên đĩa. Xe chuyển động rất là bon xe. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mang thương hiệu của Chopic Pháp. Và xe sử dụng với bộ khung nhôm cao cấp, không bối hàn, nhôm siêu nhẹ 6061, cổ phốt và ghi đông cũng chính hãng của nhôm 6061. Càng trước là càng sử dụng với càng carbon, nguyên mười đúc chính hãng của Shimano Sora. Và xe giá rất tốt bên em là 9,3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm mình liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trước ngày mai.